Sau đây là một câu chuyện về con nhân trí. Ngày xưa trong một khu rừng nọ, có hai chú dê, dê đen và dê trắng. Hàng ngày, dê đen và dê trắng hay đi tìm cỏ non và uống nước suối. Mỗi hôm, dê trắng đi tìm cỏ non và uống nước suối như mọi khi. Bỗng nhiên, một con sừng đi sổ ra, nó quát hỏi: Dê kia, mày đi đâu? Dê trắng sợ rúng cả người, lắp bắp: Tôi đi tìm cỏ non và uống nước suối ạ. Thế dưới chân mày có gì? Dưới chân tôi có móng mẹ. Móng à? Thế trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi có cái sừng mới nhú ạ. Sừng mới nhú à? Thế trái tim mày thế nào? Một hôm, dây đen cũng đi tìm cỏ non và uống nước suối. Nó sẵn bị số ra, nó quát hỏi: Dê kia, mày đi đâu? Dây đen nhìn con sói từ đầu đến chân, còn nghiến cổ trả lời: Tôi đi tìm cái thích đi thử đây. Sói bị bất ngờ, nó hỏi tiếp: Hiện dưới chân mày có gì? Dưới chân thôi, có móng ban đồng. Móng đồng. Thế trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi có dấu sừng vàng kim cương. Kim cương. Thế trái tim mày thế nào? Trái tim thích của tôi và tôi rằng hãy cầm dấu sừng vàng kim cương vào đồ sói. Nào sói, hãy lên nào. Ôi trời, sợ quá, con sói bay trong bốn cạnh chạy biến vào rừng. Từ đó không ai thấy nó làm bánh ở trong khu rừng đó nữa.